Chào mừng tới toàn thể các quý anh chị em và những người bạn đã và đang theo dõi video trên kênh xe máy xuân hợp của mình. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh thì các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được thông báo mới mỗi khi kênh xe máy xuân hợp của mình đăng video mới lên kênh. Video ngắn hôm nay mình xin chia sẻ lên cho anh em và những người bạn của mình cái cách bật tắt tiếng kêu bíp bíp trên những cái dòng xe tay ga mà sử dụng cái hệ khóa SIMAC để cho anh em và những người bạn ta tham khảo, và những người bạn ta cùng nhau ta sẽ áp dụng cách bật tắt tiếng kêu trên những cái dòng xe tay ga mà sử dụng cái hệ thống khóa SIMAC này nha. Nhiều bạn thì lại cần tắt cái tiếng kêu bíp bíp trên cái hệ thống khóa SIMAC này, còn nhiều bạn thì nó làm mất cái tiếng kêu bíp bíp thì ta chưa biết cái cách làm thế nào để bật lại cái tiếng kêu. Vậy thì xin học mời anh em và những người bạn ta cùng theo dõi video nha. Khi tình trạng xe mà không có tiếng kêu như thế này thì các bạn sẽ nhấn giữ nút điều khiển ở dưới đây, và sau đó khi chín đèn màu đỏ thì anh em và những người bạn ta ấn luôn lên nút trên nha. Ok, ngay bây giờ thì tiếng kêu bíp bíp khi anh em và những người bạn ta khởi động chìa khóa là nó đã kêu rồi. Rồi ok, còn anh em nào mà ta không muốn có cái tiếng kêu bíp bíp khi khởi động chìa khóa thì anh em và những người bạn ta từ cái điều khiển, anh em và những người bạn ta sẽ ấn giữ cái nút dưới này giúp cho mình nè. Sau đó khi chín đèn màu đỏ thì anh em và những người bạn ta sẽ ấn giữ lên nút trên, chín đèn màu xanh thì ngay lúc đó thì cái tiếng kêu bíp bíp nó sẽ đã được tắt rồi nha. Ok, như vậy là video vừa rồi mình cũng đã chia sẻ lên cho anh em và những người bạn của mình cái cách bật tắt tiếng kêu trên những cái dòng xe tay ga mà sử dụng cái hệ thống khóa SIMAC để cho anh em và những người bạn ta cùng nhau ta sẽ tham khảo và cùng nhau ta áp dụng cái cách như trong video của mình. Thì anh em và những người bạn xem video của mình nếu như mà thấy hay và hữu ích cho anh em và những người bạn thì đừng quên ấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ cho mình để ta theo dõi những các cái video mới trên kênh. Cho nên chúc cho anh em và những người bạn luôn thành công.